Được ghê quý vị. Đảng tràng cho ăn cho con này à. Anh đưa em về đi. Vâng, xin chào giới thiệu với các bác đang theo dõi chương trình video của tôi hôm nay. Thì có một ca sĩ chàng trai rất là trẻ. Anh ta hát một bài thật hay. Anh ta cứ tiếp tục hát đi. Anh thật mê. Vâng, tôi là phỏng vấn ở đây. Thì anh không nghe gì cả. Đăng mạng xã hội á, thì anh hát đây. Dạ, mời anh nhá. Em thì là Út ở đây anh ạ. Dạ. Đây là các bác cá rồi. Đây mỗi hai là có chứ đâu. Bởi vì có mấy anh em họ hàng từ xa đến thì không có gì thì với bài hát có ý nghĩa như vậy nha các bác ạ. Các bác theo dõi và hãy theo dõi để video của tôi càng ngày nó càng phát minh lên để tôi tiếp tục chương trình video của tôi ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn quý vị các bạn cũng như quý vị các bạn đang theo dõi, hãy ủng hộ và chia sẻ cho tôi những cái phần gì thiếu sót thì chúng ta hãy chia sẻ ở phần dưới để chúng tôi biết để sửa đổi những cái chỉ còn lỗi cái kỹ thuật hay lỗi cái gì đó để chúng tôi tiếp tục chương trình không có lỗi hết tôi, để cho mọi người cùng giải trí. Vâng, đây là anh kia anh sách một thùng bia. Này chưa đãi những người phòng phỏng vấn. Hùng ở Thanh Hóa, vâng, lấy vợ ở làng Mo, xin chào mọi người nhá. Vâng, đây là anh Hùng. Anh Hùng ở Thanh Hóa. Với sở trường tôi thích là chồng kinh người là cả với sở trường là khám phá một thế hệ của dân bản cái hướng ở vùng cao vùng xa ở đây đây thuộc của xã Yapia Yamo. Anh Hùng cũng có mặt ở đây thì anh Hùng có một có đặc điểm gì đó rất là sâu sắc gửi tới ghi các bạn theo dõi. Cảm ơn. Anh này là anh thôn trưởng. Anh là ở đây là đây là thôn trưởng hai bằng cũng bằng nhà Mo, thôn nhà Mo xã Nhà tôi xin chân đầu giới thiệu là em ở đây. Anh đây là anh là anh chàng đây, anh là một chàng ca sĩ mà anh ca sĩ hát ở đây mà là nhạc sĩ luôn các bạn ơi, mong các bạn chia sẻ cho anh Dương Lan giúp nhá, đến từ làng Bang Yêu Dấu. Dạ, bây giờ là hát tặng ở là làng Mo quê hương. Dạ, quê hương làng Mo. Ngày xưa quyền làng Mo đây hy sinh vì đất nước với tất cả những cái gì mà làng Mo. Ok. Và hôm nay bên làng Mo đây chỉ có tối thiểu là 15 hộ sinh sống lập nghiệp tại xã Yà Mo đây thôi. Vì vậy mà anh chàng này xuất thân từ Yapia làng Phang mà lấy vợ ở đây thì anh có một cái gì đó mà trong lòng á muốn nói ra điều gì đó thì tới có mọi người. Vì vậy hôm nay anh chàng ấy sẽ hát tặng cho mọi người cùng nghe và cùng xem. Hiện tại anh đang nghề nghiệp của anh thì nói chung là bây giờ đang làm ca sĩ với nhạc sĩ luôn các bạn ạ. Các bạn chia sẻ nhá. Dạ thì nói chung là anh hát không hay không bằng hay hát các bạn ạ, thì chia sẻ cho anh kịp lên tên lần sau đi nói. Đây là chào nói. Người nằm về gọi.
ơi về đã thế. Năm nay về trong đang tôi trong đôi hiện tại anh chơi lân tiếp của chúng ta rất cần một người bạn các bạn ạ. Vâng, mà cần rất nhiều bạn cơ, rất cần nhiều bạn để chơi giúp anh ấy. Vâng, trời đất, hết tất cả. Okay. Chỉ còn một chút xíu thôi. Vâng, thì kế tiếp của anh chơi lân giúp đến từ làng Bang Yêu Dấu thì đến kế tiếp của anh ở anh Phú Thiện. Anh ở Phú Thiện ạ. Phú Thiện. Chào cho ông anh bên Phú Thiện. Anh đây. Bài đem quay cho. Trời ơi. Không, anh em đâu về trời. Thôi lại đưa lại nhá. Tạm giờ trong khoảng 10 phút là được. Được. Vâng. Người thiếu. Vâng. Sau đây là kế tiếp của anh Dương Lan giúp thì sự thể hiện của nam ca sĩ đến từ Gia Bê, tỉnh Gia Lai yêu dấu của chúng ta với sự bài gì anh ạ? Siêu huynh, làng lang. Vâng. Làng lang xã Gia Bê. Tất cả anh em chia sẻ cho anh nhá. Vâng, trước khi tôi hát lên bài hát này thì mong gửi các bạn hãy chia sẻ giùm tôi. Hiện tại tôi đang tạo một YouTube bằng cái kênh vui chí xã hội thôi, không có gì quan trọng gì hết á. Thì mong các bạn bằng nào mà đã cảm thấy hay thì hãy chia sẻ cho tôi để tôi phát huy tinh thần tạo thêm một cái clip mới nữa rồi. Để cái thấy các bạn mang tính chất là rất mừng. Ok, mừng. Rồi, bây giờ tôi xin tặng cho quý vị một ca khúc trên Kajarai. Rồi, khúc là ca khúc mát tượng để của người Gia Rai nói chung là một ca khúc đơn giản chỉ là một ca khúc tình yêu nha. Rồi ok, liên lạc con cháu hồi xưa nữa. Mày tất cả cao lên luôn. Tươi cười như đời tươi có nhất có đi. Vâng, đây là anh Huynh đến từ làng Bang thì anh em ở trên mạng xã hội các anh chia sẻ cho nhé, thì anh cũng thể hiện của anh thì một ca khúc. Vâng. Mời anh bác đây. Mày, thằng mày. To nó. Em gửi như này tí thằng môn thằng mát nhìn thấy anh luôn này, một tí thôi khoảng 5 phút rồi nó nhìn thấy anh đây. Mát ơi, môn ơi, bây giờ là bố với là các cậu đang làm clip thì của trên mạng xã hội thì bố của cháu thì nói chung đang ngồi chơi với chú Hình nha. Bố có nói được vài lời với con không ạ? Tôi á, tôi chơi vui lắm. Nói với con cơ mà. Con à? Nói với con. Nói với thằng nó muốn nói thế nào đó? Tôi trả lời. Trả lời. Ta vắng mãi nề đời, lẽ ta vắng bỏ đi đời. Vâng, cái đây anh Hình đến từ làng Bang các bạn ạ, ở tỉnh Gia Lai. Hiện tại anh đang công việc của anh đang chuẩn bị làm nhạc sĩ đến ca sĩ. Thì mong các bạn chia sẻ nhá.
ca sĩ cũng một ca sĩ, là tất cả là giao lưu, là văn hóa. Nghe đây có là tiếng Việt cũng có. Để thấm lòng sau đây là nhớ buồn. Các bạn chia sẻ dùng nhá. Đây đang là bài hát của anh Huynh đến từ Xã Gia V các bạn ạ. Mong các bạn chia sẻ dùng nhá. Vâng, chú Huynh xin tạm dừng bài hát tại đây. Chú Huynh cũng mong rằng là với video sắp tới sẽ gửi tới quý vị các bạn một ca khúc rất là hay nữa. Tôi rất cảm ơn. Sư Huynh xin tạm dừng đây, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ bà con, tôi rất cảm ơn. Mong anh em chia sẻ dùm anh Huynh nhá, ở làng Bang nhá. Làng Bang. Rồi cảm ơn anh em nhá. Để chơi để đàn đi. Bằng hài hát. À vâng. Thì đàn đàn cũng bằng vui. Rồi, rất là vui. Rất là vui. Không, ý là